đậu đen các bạn, đậu đen bãi về nhé. Có 4 giây nha, 4 giây. 1 giây nè. Cái này đèn cốt nha. Có cực sáng các bạn. Pha cái này là đèn viền nha. Đèn viền. Đèn pha nè. Sáng ghê luôn á. Cái này xe cái này điện 12V nha. Khách nào mà có xe máy á bạn mà đèn tối quá đó, lấy một cái này, cái này led nha. Led nha, về các bạn lên led này thì chạy rất là sướng nha. Rất là sướng. Nhất là những khách ở vùng cao á, vùng ấy á, đồi núi nha. Cái này đèn mờ mờ chìm chìm ha, rất là đẹp. Rất là sáng luôn. Sáng lắm nha. Đó, cái này là mình mở đèn á, cứ kêu mình tắt đèn là chắc là rất là sáng á. Về các bạn độ lên xe của mình đó nha, nó có một cái đèn đầu nhé, cộng với một cái đèn hậu, giá là 450k bao ship nha, hàng mới chưa xài. Dây thì mình sẽ đánh dấu ra nha, dây đen nè, dây đen là âm, còn lại thì mình đánh dấu ra. Nói chung các bạn cứ chập nha, chập lần lượt dây dương á thì các bạn sẽ biết được là nó là đèn dây nào ha. Led cực đẹp luôn nhé. Một bộ như vậy là 450k bao xài nha.